nhá, Thế em tao ấy mới bấm hình hộp nói. tên nhá. Ờ, Nào được. được chưa? Ừ. Thế phải à? Bây giờ đổi Ừ, thằng đúng nào đi rồi trước đấy. nào, địch mạng. Được chưa? À, Hiểu rồi, hết luật chơi chưa? ok. Mọi người hiểu luật chơi chưa? Anh có thể nói lại được Địch con mẹ mày phải lồn thật. Bây giờ nhá. Màu vàng là team mày, màu đỏ là team tao. không? Ok anh Thấy em. chưa? Chúng mình sẽ gieo xúc xắc. Ví dụ chúng mình gieo được 4 là chúng mình sẽ đi 1, 2, 3, 4 là đến đây là ô màu cam. Sau đấy Ok mình sẽ phải rút một lá bài bất kỳ, nhưng mà đừng để mọi người biết. Sau đấy Được mình đi lật phú lên. Từ từ, lật lên xem này. Ứng với màu cam nó sẽ là spin là cái đéo gì đây? sẽ biểu bên là là con đổ xoay ấy. Không, sẽ biểu là đổ ấy. là gì Đổ. đổ là Đổ nước sao ấy. đổ á Hay, hành động đổ nước á. Ui À vãi đổ, đổ. lồn. Rồi xong mọi người sẽ Đổ phải chọn cái nước. bút, xong mọi người vẽ một cái cốc nước bị đổ như này chẳng Ok. hạn. Địt vậy xong rồi phải đổi cả màu xanh. Mọi người chỉ có 30 giây để vẽ thôi. Anh bảy vẽ nhá, em đoán nhá. Đấy, ví dụ Thật thế. ra là phải thay phiên á, thay phiên nhau ấy. Thế ạ, à? Em vẽ xấu lắm đấy. Phải Thì thay đấy, phiên muốn nhau đổi chứ, anh mày nữa vui là chứ, địt vậy. Đấy, đổi kiểu thế. đây anh rồi. Khó ấy. Ừ, nó Rồi, đơn, chơi đi, giản chơi đi. vãi Rồi, lồn. ok Được chưa? Biết nhá. chơi Rồi, chưa? đoán ở đây, em rồi. đổi ý anh Được bảy nhá. rồi, gieo xúc xắc xem thằng nào đi trước. Năm nha. Đấy. Năm. Địt vãi lồn. Để đâu lại rồi. Ờ, sao có mỗi người đổ ấy, Rồi, không tôi không rồi, từ đổ từ, từ từ đã. Bây giờ đang gieo Chỉ thằng hết tên team vào đi trước mà. mà. Đấy, team mình đi trước này. Ông đi trước này. Bây giờ tôi đổ xúc xắc đúng Ông không? đổ xúc xắc. Ừ. Sao anh lại đi trước? Năm mình trả hơn 4 thì địt mặt. Đấy, 3. 3. Đây Mình anh ngầm màu gì? Màu đỏ. 1, xanh. 2, xanh Đấy, này có đúng xanh không? dương. Ừ, rút lá bài. Nhưng mà địt bạn mà ông phải tự đưa lên tay nhá. Để xem nó lái là gì. Xong ông có 30 giây để vẽ. Nhưng Bấm mà giờ đợi lại đó, Google cái lồn. đã địt Ờ, coi Google mẹ đi, chịu Google nhanh khó lên, địt mẹ. Mình làm bên phải rồi. Xong lúc nào mà bắt đầu vẽ thì Tao đã bảo để phải bọn tôi bấm đồng hồ. rồi. Địt mẹ từ này thì vẽ thế đéo đâu được. Ờ, từ từ nhá. địt con mẹ vãi lồn. Màu xanh là gì? Thật. Màu xanh là nơi trốn á, là cái nơi trốn á. Địt mẹ thế vẽ kiểu Thế lồn thì gì thấy tờ ta. khác, địt mẹ. Rồi, thấy được khác nào? bây giờ tôi nói cái đi vào về cái xanh của tôi sẽ để tí tôi bốc cái khác nha, xem có vẽ kêu nhá. Nói mà. Out of Africa nghĩa là ra khỏi châu Phi. Ông vẽ châu Phi, châu Phi đâu ông vẽ đi phải trẻ ngoài. Địt cô mẹ khó quá rồi. Tôi rút cái khác nha. Rút cái khác, rút cái khác đi. Rút cái khác đây, rút cái khác đi. Nghe khó vẽ này. Không như cái màu xanh này khó vẽ lắm. Màu xanh là kiểu nơi trốn mà. Ai ô màu xanh nhờ, thích ngay. Em có được đoán không hay chỉ anh độ đoán nữa? Cả ba thằng sẽ phải đoán luôn. Mình mà đoán được thì mình được cúp lượt. Thấy không? Rồi tới lượt mình đi. Còn bên kia đoán được bên kia đi tiếp. À đây đây đây, cái này dễ vãi lồn luôn. Yeah, vẽ xong mới được đoán nha, vẽ xong mới được đoán nha. Đây đây, rồi. Ba mươi giây rồi, được chưa? 30 giây bắt đầu nha. Rồi 30 giây bắt đầu. Gì vậy? được đoán luôn chứ đúng không? Thằng nào đoán nhanh rồi. Ở đây thôi, anh cứ đoán thôi, cứ đọc hoài. Người. Đúng, địt cơ. Ôi địt cơ mẹ luôn, đi vãi luôn. Đâu là tao lại vào, là tao lại vào. Là là là. Nơi trốn mà sao lại người vậy? Person mà. Đây đây, nhìn dưới vẽ nhá. Vật cũng được, vẽ người cũng được đấy. Không phải. Cái tờ này là cái tờ hướng dẫn nè. Ok, rồi nhá. Bây giờ để bọn tao đi tiếp đúng không? Để tao đúng không? Cái tờ này bị lộn vô này, tờ này tờ hướng dẫn. Ui, 6 này. 1, phải liền 2, thì... 3, 4, Ở 5, cả đây làm sao 6 bỏ đi. Ê, 6 đây. 6 nha, vào cái ô 5 này là vẽ màu nào cũng được, tùy mình. Màu nào vào nhiều nào cũng được. Rồi. Địt mẹ này. Lại nhá. Lại. Tháo 10 giây này. Ui, địt mẹ mình phải. Từ từ đã. Khó thế, địt mẹ nó. Anh được 5 màu luôn mà, đúng màu gì đã được. À, rồi, ok. Được rồi. Từ từ, từ từ, ta cầm bút đã. Anh phải nói mà chồng màu gì nha. Được rồi, ok. Được chưa? Bấm đồng hồ đi, 30 giây đi. Một phút đi, cho một phút đi. Nãy 30 giây hết chiếm vậy. Anh chọn chữ màu gì vậy? Bàn chân! Bàn chân! Cánh tay. Sai! Địt vậy! Chưa đủ, chưa đủ! Sai địt rồi, đủ rồi. Đôi bàn chân! Đúng rồi! Địt có vẻ đôi chân này đúng rồi! Xin đây 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 đi đây. Được rồi, đi tiếp, xin đi tiếp, xin đi tiếp. Anh chọn màu gì? Anh chọn màu vàng fit, địt mẹ đôi bàn chân cứ đéo được. Đôi bàn chân địt. Ôi nhanh vãi luôn thế.
Nhất lên. Ê, xuất sắc à. Trông lên anh. 1, 2, 3. Cái này là gì? Màu cam thì lại rút thôi, xong rồi vẽ thêm màu cam. Bọn này là gỡ đéo được chơi ấy, địt rồi. Da cam à? Da cam. Lại Google địt rồi. Nhiều từ khó hay nào đâu. 1 phút nha, 1 phút để vẽ nha, 1 phút để vẽ nha. Đấy, bấm một cái là nó bông à. Từ để tôi lấy bút đã. Thế này xong tăng được giống từ tiếng Anh luôn. Rồi, bấm đồng hồ đấy. Rồi, bắt đầu bấm lại. Gì đấy? 1 phút có hơi nhiều không anh? Đi tắm. Đúng không? Vào sen. Vào nước. Không đúng. Vào tiếng Hoa. Không đúng. Rửa tay. Đi tắm. Rửa đất. Rửa chân. Tưới cây, tưới cây. Tưới cây. Không đúng. Không đúng. Mày hút bụi. Ông có phải nhìn hành động của tôi à? Mày hút bụi. Phun sương. Phun nước. Không đúng. Gì nhỉ? Coi lại vãi rồi nhỉ? Tưới cỏ. Không đúng. Đéo ở đây địt vậy. Đi ra đây địt địt ở dưới nữa. Địt vậy mấy hả? Có thế. Đổ. Đổ gì ở biển hả? Địt các bạn đổ nước vào chân. Đổ nước vào chân. Không đúng. Địt con mày. Đổ nước vào thảm. Không đúng. Đổ nước. Không đúng. Địt các bạn khó đấy, hết giờ rồi. Đi mẹ phun nước vãi lộn thật. Vãi lộn phun nước. Địt mày nó không nước rồi mà. Phun nước mày đã đâu đâu mày đổ nước. Mày đổ nước. Mày vãi lộn. Rồi đến bên kia. Đấy, surprise kìa. Ok. Em tung nhá. Đây tung đi, tung đi. Con voi, con đoán con voi đi con mày. 1 2 3 rồi. Cái gì đấy? Địt mày em khó thế. Bút cam là cái lồn nhỉ? Hầm à? Hầm chiến đấu à? Hay là cái gì? Bút cam là cái gì? Cái gì nhỉ? Khó thế, sao anh chọn cái khó? Lò sưởi. Bánh mì. 500 cái này. 500 cái gì? Cái gì mà nó nóng? Mẹ nhìn tinh trùng lo nướng, lo nướng. Cái gì mà nó bốc hơi á? Không phải. Ai vẽ đéo đúng mà thì bạn đéo công nhận đâu nhá. Không, người vẽ đúng hết thời gian thì địt bạn mày để nó tìm mình đi mà sao đâu. Cái này nó cái sưởi. Này bốc hơi. Khó hết giờ. Tập chiến đấu hết giờ rồi. Địt bạn cái đéo là cái nhà tuyết, cái nhà tuyết mà ở ngoài Bắc Cực hay sao. Ui thế mày vẽ mẹ thêm cả người tuyết nữa là xong. Cái đéo ở đâu địt mẹ thế. Vẽ cái nhà với lại người tuyết. Thì cái nhà nè với lại tuyết nó hơi nè. Đúng mà trong trong tinh trùng á lần mày. Trong con tinh trùng á lần. Đéo đi bạn đến lớp tao. Để tôi đúng không nhỉ. Nè cái nhà nè cái nhà. Cây vẽ lên cái nhà là cái ít lung nè. Em vẽ bông tuyết. Ui lại 6 này. 1, 2, 3, đúng rồi vẽ bông tuyết. 4, 5, 6. Vẽ em vẽ đi. 6 nha. Cây tuyết à. Màu gì ấy nhỉ, màu cam à. Từ từ nhá, Google đã. Cái địt vại từ này khó vãi lột thề. Địt vại. Đây rồi, ok. Một phút chưa. Được chưa, rồi nhá. Ôi. Màu gì em, cam gì? Cam là hành động là gì? Hành động. Cánh tay. Không phải. Từ từ đã, địt vại. Nhiều chân. Ủa cái gì? Chân không ta. Sờ eo. Không phải sờ eo. Đúng không? Tờ mông. Không phải vỗ mông. Bom mông. Không phải vỗ mông. Gãi mông. Ừ đúng, địt mẹ. Đúng 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 đúng. Thì tại vì từ nó là ngứa mà thì gãi mông là đúng rồi. Nhưng mà là bị ngứa à? Ờ nó bị ngứa. Địt mẹ từ khó quá em ấy luôn. Thì mày sẽ thì đéo bao giờ đọc được ra từ này mày hiểu không? Địt mẹ. Không đéo. Gãi đâu tính đâu. Thích địt mẹ. Nó khó quá. Gãi ngứa. Ừ thì cái nhân nó ra cái từ này thì mẹ đéo biết vẽ kiểu lồn gì. Thế là bên nào thắng rồi anh? Thì anh lúc mà gãi ngứa anh kêu gần đúng. Cũng được. Ừ, tại vì không tính. Gãi gần đúng. Nó gãi nó không liên quan gì cả. Thế bên như nào? Lại á? Lại đây cho từ khác đây, cho từ khác. Rồi, từ này rút kinh nghiệm đây. Từ khó vãi lồn. Ít mẹ. À, rồi, ok. Bấm giờ đi. Bấm giờ đây. Rồi.
Đấy. Cái gì đây? Ừ. Địt. Vẽ nhà yên ông địt vậy. Đéo hiểu à? Ịt vậy như này. Bóng rổ. Không phải. Nhét thùng vô một cái thùng. Vậy là. Gì vậy? Gì đấy? Cái gì vậy? Xếp hình. Không phải. Không hiểu là cái rồn gì. Chui lỗ. Có vẻ đéo hiểu à? Mày hình, mày hình với tất cả. Hiểu chất liền. Thay mày hình. Cái gì? Thay mày hình. Không phải, cái này này, để ý cái này này. Địt mẹ. Lưu dữ liệu. À, sale. Đúng. Lưu dữ liệu ạ. Địt mẹ nó. Sao là cái rồn gì? Là cái nút save ấy, nút save ấy. Địt mẹ. Nó là hình cái ổ đĩa. Nó là hình cái đĩa mềm ngày xưa đâu, đều biết ạ. Địt mẹ. Không, nhưng mà tôi tưởng cái cầu môn ạ. Địt cầu môn đấy. Địt mẹ, thế mẹ dễ hiểu vãi luôn đi. Rồi, đến bên mày đấy. Đó, để qua đây, vậy. Một sáng lớp bé anh. Để em suy nghĩ đó. Cái này em biết, em không còn dịch. À. Rồi, bấm đồng hồ đây. Không đúng vẽ chưa? Bắt đầu vẽ chưa? Để bọn tao bấm nào. Để em suy nghĩ. Khó thế. Anh suy nghĩ đâu thế? Là cái gì vậy? Anh ơi, cho em đổi được không? Ờ, khó quá, cho đổi thẻ khác. Cho em đổi một lần thôi. Mẹ châu Âu em đéo biết vẽ kiểu gì luôn ấy. Châu Âu dễ vẽ lên. Mày ngu ấy, mày châu Âu nhá. Mày vẽ một con châu, xong châu Âu. Thằng châu Âu. Châu Âu em dễ. À, cái này dễ, cái này dễ. Rồi, dễ đây. Theo bắt đầu vẽ đi bảo nhá, để tao bấm đồng hồ. Bắt đầu, từ từ mọi người. Đây, bắt đầu đi. Rồi. Con gái. Đúng, nơi trốn mà, màu xanh nơi trốn. Y tá. À, Mexico. Y tá. Mexico. Cái nào đúng phù thủy. Phù thủy. Đúng rồi anh, đúng phù thủy, phù thủy. À, đi mẹ mày dễ vãi lột tê. Sao phù thủy ra. Ủa mà anh liền thì phù thủy thật này. Ơ đi về cái đổ hồi tới à. Ai biết đâu thấy. Thấy nó dễ. Thấy dễ tưởng Mexico. Không đúng là sai phải bị lùi lại mới đúng. Lùi lại sóng nước. Đúng rồi, sai lại bị lùi lại nhá. Sao phải bị lùi lại anh. Ờ, xanh mới lâu cái đổi sinh ngọc cái này tới á. Hay vậy này. Trời hay đấy. Không, không đáng được á thì lắc sinh ngầu lại xấu đi lùi. Khó này. Ê, cái này tôi vẽ ông phải đuổi hình bắt chữ nhá. Cái này ông đi vẽ tôi vẽ cái từ từ đấy, vẽ cho từ để đặt đồng hồ đã vẽ chưa. Vẽ rồi. Ok chạy này. Vẽ đi đi à. Ui vẽ kỹ càng ấy. Ui hình như Thúy đang vẽ hộ anh ạ. Mày bị điên à? Nói giật à... Mỏ. Từ từ chưa sao tắt phải có hai từ đi vậy. Mỏ màu gì ấy, màu xanh cái biển đúng không anh? Xanh dương, xanh dương. Mũi tên. Cái lồn gì đây? Nó là cái gì vậy? Coi à, đống cứt. Không. Không. Suy nghĩ đi. Đá. Mỏ đá đây gì? Là... Mũi tên là cái này. Mỏ đá. Mỏ đá. Đá. Cò. Mỏ. Cò. Mỏ. Mỏ đá. Mỏ đá hầm. Hầm mỏ đá. Hầm. Cái gì hát? Hát là cái gì? Là gì? À, cái gì? Không, cái này tôi vẽ vu vơ. Địt mẹ hết tham mẹ rồi. Ờ, đâu? Đây này, mỏ, xong than lên này, mỏ than lên này. Địt con mẹ, mày phải lồn thật, đúng không? Nó đã mỏ rồi, địt mẹ. Địt mẹ, ông phải lấy cái mũi tên chỉ về cái mỏ này. Như này này, ông phải chỉ ở đây này. Địt mẹ, vẽ thêm cái đây làm gì? Xong ông ghi thêm số 14 ở đây này. Xong ông ghi ở đây này. Xong ông phải vẽ màu đen. Địt các mẹ. Thì tôi hiểu luôn là cái mỏ ở Quảng Ninh là mỏ than. Địt các mẹ hiểu không? Không phải dê đâu. Địt mẹ. Ông sóc lại đi, sóc lại đi, phải lùi này. Sao lại sóc đi? Sóc lại ra. Sóc sâu đi lùi đây. Ông sóc để đi lùi tại vì đó đoán được. Có mỗi 2. Ui lại về 6 đi. Co mẹ 6 là về đâu nhỉ? 1, 2, 4, 5, 6. Vãi lồn lại về đây. Có mỗi 2 từ mà anh chip vẽ hẳn 4 cái hình rồi. Vãi lồn thật. Ok boy đây. Để tao về đây. 1. 1. Vàng anh ấy. 1 xong đi lùi 6 chết mẹ mày. Ờ. Đấy anh dễ chắc. Thật. Màu gì à? Vàng.
Ôi, cái này được này, được. Vàng là đồ vật à? Ừ. Cái lưỡi. Từ. Con dao. Không phải dao. Cái gương. Cái lược. Cái lược. Cái lược. Không phải ạ. Quay kem, quay kem, quay kem, quay kem. Ừ, quay kem. Địt vậy hay vãi rồi. Mày để đây nhỉ? Mày để tao đúng không? Mày để tao đúng không? Mày cái nhân nữa. Ui, 5 này. Tớ chế sống sống. Vàng. Vàng là đồ vật à? Đốp sai. Đồ vật thì dễ vậy luôn. Má. Hỏng rồi, em anh phải ăn ý thôi. Mấy ông già chơi cho này hiệu quả. Mấy ông già chơi cho này hiệu quả. Từ từ, Google đã. Chơi nếu kịp. Ui, điệp con mẹ khó thế nhở. Đồ vật à? Điện thoại. Ừ. Màu đen à, màu đen thì nó có... Thích. Vé, xem phim. Vé! Không vúng, chưa đúng, điệp vậy. Vé đi tàu. Vé đi tàu. À? Cái gì đấy? Mua vé. Cầm vé. Không phải. Vé. Không phải. Đéo phải. Bấm vé. Thằng bán vé. Không phải. Thằng bán vé. Thằng đi coi phim. Người có vé. Không phải. Thật kỹ không nhỉ? Đi. Xe vé. À, công viên. Đéo phải. Công viên. Đéo phải. Thằng đi công viên. Du là sở thú, đi mẹ thú, sở. Không phải, địt mẹ. Thầy du là gì? Đúng rồi, địt mẹ thằng bóng mai là đúng rồi đấy. Địt con mẹ lắm. Địt mẹ này. Thì ý tôi là cái thằng cầm vé, chứ đéo phải là cái vé, hiểu không? Địt mẹ. Tôi lại bị đổ ngược à, lại đổ ngược đúng không? Không, mình... Đâu, nó đoán đúng thì nó cướp lươn của mình mà. Nó cứ lượt thì mình bị vẫn bị đổ ngược chứ đúng không? Thế tại đúng vì ông đoán đúng đi thì mình mới được đứng lại ấy. Ủa gì cả mẹ tiến làm lùi xấu lùi lùi kiểu này hơi lâu ấy lùi để chơi bao giờ mới xong nhỉ? Bạn thể bóc cái khó vãi luôn ấy. 1, 2, 3, 4 Ui thì mẹ cái này mà ông không đoán được thì thôi ấy. Đi con. Lấy bút đã đi. Bấm về. Rồi, đây, đây, đây. Bấm đi. Đây để tôi bấm. Rồi bắt đầu là 1 2 3. Rồi chưa. Con chuột. Con gấu. Con mèo. Con mèo. Gắn đúng. Con chuột. Con chó. Con lợn. Con mèo bông. Con lợn. Không, không, không. Con mèo. Xấu. Con trồn. Không. Đi mày. Con lợn gì đây? Con lợn, con lợn, con lợn. Không đúng. Rồi màu. Gần đúng. Mèo nghĩ đơn giản thôi. Đi con mẹ. Con mèo, mèo bông. Con mèo trắng. Mèo con. Đúng rồi, mèo con. Đi con mẹ vãi lồn thật. Đi mẹ. Thế ông vẽ bé thêm tí nữa đi, địt mẹ. Ông vẽ thêm một con mèo to. Ông vẽ thêm một con mèo to xong địt mẹ mẹ. Ông chỉ mũi tên được con này là biết ngay là con mèo con. Địt mẹ thề. Không hiểu không. Ôi có ông đoán con rái cá. Địt con mẹ mẹ thề suy nghĩ vãi lộn thật. Con trồn hôi. Trồn 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 hôi anh ơi. Địt trồn hôi. Mẹ bay mẹ là con trồn lồn. Đổ đây, địt mẹ đổ lui đây. À đâu đổ để bọn ta đi đây. Con trồn bay ạ. Con bay. 4 nha. 1, 2, 3, 4. Con trồn hôi cái đuôi nữa là có giật à. Chim mèo vậy. Có mà. Vạch trắng đen. Cái địt cơ. À đây, đây. Cái này cũng được nhưng ông phải đuổi hình mắt chữ nhá. Ừ. Lại đuổi hình mắt chữ địt mẹ vãi luôn. Bấm ra đây địt. Rồi nhá. Địt. Rồi 1, 2, 3. Trái tim, tim, trái, trái thuyền, yêu thuyền, tim thuyền, yêu thuyền, yêu thuyền đúng rồi, địt con. Sao lại yêu thuyền? Yêu thuyền là nghĩa là gì? Đéo biết đây là từ lớp mắt này. Đâu? À, lớp mắt là thuyền tình.
tình yêu này này. Tình yêu. Đây này. Địt coi mẹ ờ thì yêu thuyền cũng đúng. Vậy rồi. Thì... Địt mẹ đổ lùi đi ông. Thôi là kiểu anh ơi cái này cực kỳ dễ nha anh ơi. Em cực kỳ dễ. Xanh xanh nước biển. À đây là màu vàng. À là màu vàng. Cực kỳ dễ luôn á. Vẽ chưa? Này 3 2 1 vẽ đây. Đồ nhà này cực mẹ. Cái đĩa. Cái bẫy. Cái gì đây cái gì đây. Mình cứ đoán đấy đúng với mình được. Khó xíu cái vậy dễ. Cái mũ, cái mũ, cái mũ. Không, tông ngâm. Tông ngâm. Xe tăng. Đúng. Đi thôi. Mẹ lên đi. Để đấy, để đấy. Đi thôi. Mày cái xe tăng chuẩn quá luôn. Về xuống thôi. Đúng rồi, mày bé từ từ thôi. Tụi anh toàn giấc mồ, tụi em là em sẽ nghĩ từ từ. Mày phải sống đi, em chịu được. Thật bài ra đi. Thật bài ra. Ấy, lâu rồi, lật cái đây, sẽ mình thắng được anh ơi, comeback được, comeback được. Nè, lật ba nè. Tăng. Tăng. À, tăng đâu? À, tăng đầu tiên à. Ờ, rồi, ok. Nữ thần tự do rồi đấy, nhưng mà thôi. Đấu tiếp, đấu tiếp, đấu tiếp. Năm này. Năm à. Năm. 2, 3, 4, 5. Ôi, tiếp, 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 tiếp. 1, 2, 3, 4, 5, ừ nhờ. Comeback các mảnh lần. Màu đỏ đúng không? Bấm vô. Bấm đi. Rồi, chạy đấy. Tập trung anh bảy. Con vịt, có cò. Con chim, con đà điểu. Con đà điểu. Con gà tây. Con gà. Không đúng. Đoán tiếp đi. Con vịt quay. Cổ vịt, cổ vịt, cổ gà. Không. Con đà không. Điểu. Không. Con công. Lông gà. Con công. Không đúng à? Con gì nhỉ? Bú. Con bộ con cò ấy. Con cò không cổ gì kìa, cổ lùng hay gì, cổ gì kìa, thiên nga, thiên nga, thiên cổ, nga cổ hay là cổ gì cổ gà cổ... đi con mẹ mày khổ thế gà ta, con gà ta không đúng phải bán các con khác. Con vịt trời, con vịt trời không cổ 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 không phải con vịt, con khủng long đây khủng long cổ dài, khủng long cổ dài. Không, mày điên là điên. Để tiếp đây là có con đà điểu nữa, địt mẹ đà điểu. Không. Em để tiếp đây là để tiếp đây. Em đoán hết từ da cầm ra rồi ấy. Địt rồi, chưa đoán hết địt mẹ. Để cái đây đây còn là gian mà. Con gì mà nó như thế này? Địt con ngông, con ngông. Đúng rồi. À, hay vãi luôn bạn ơi. Ừ, rồi rồi, chuẩn rồi, chuẩn rồi, rồi. Bởi là từ cái ngông và cái cổ rồi. Ờ nha, đi tiếp nha, bọn tao đi tiếp nha. Thì chỉ có con ngỗng cổ là mới dài thì thế thôi. Thì bạn thích con đà điểu vì sao? Đúng quá. Câu hỏi nào? Thiên nga sao? Con cò sao? Con một nước ạ. Ơ đi tay mày bằng nhau à? Vãi luôn. Đi không? Ừ, đi mẹ phí nước vãi luôn. Màu gì? Màu vàng á? Từ từ nhá, đi mẹ mày Google cái đó. Em khó thế nhờ. Rồi đâu có đâu địt mày. Vừa đoán cổ lùn là địt chưa. Đồng hồ đâu? Đây rồi. Đây. Bấm đi. Rồi. Đây, từ từ. Rồi, vàng à. Gì đấy? Đôi mắt. Đôi mắt đen. Tiếng sét đại tình. Sét mắt. Sét. Ánh mắt ánh mắt sạch đoán đi bạn ơi, địt vậy. Lông mày. Sét gì? Ánh mắt sấm sét. Không phải. Sét mày. Sét mày đảo. Cái gì vậy? Bạn ơi, địt vậy. Dễ vãi lột thề. Sét mắt. Sao từ từ. À từ từ. Tiếng sét ái tình. Cho bác, cho bác. Ơ, địt mẹ mày nhớ, địt mẹ em dễ vãi lột ra rồi mà. Đúng mẹ. Địt mẹ. Địt mẹ chấm. Thì đây là nó trong vòng 1 giây nó đóng vào. Địt mẹ mày, ông đều hiểu à. Địt mẹ. Địt mẹ thề, mẹ dễ thế rồi. 1 giây của ông địt mẹ tôi tưởng ông viết số 15. Tôi cứ nghĩ là Hải Phòng, đã đảo ở Hải Phòng. Địt mẹ vãi lột. Ý tôi là mắt nó mở xong rồi nó lại đóng vào trong 1 giây. Địt mẹ, đây này có cái chấm to đùng nữa này. Địt mẹ nhớ nhìn thấy. Đấy là cái set cái chấp rồi. Thề. Đó, bây giờ từ quay lại đây đúng không? Ta quay một nữa đúng không? Rồi, ok. Anh vậy qua. Đến anh 7 vẽ đúng không? Ừ.
một giây đóng vào thì các bạn tưởng là một vé số 15 tưởng Hải Phòng đã thế là con vé đảm đảo đấy là cái lông mi đi lông mi cả à, đây à. Con gấu, con bạch tuộc, con rắn, con rắn, con lươn, con chăn, con chăn, con run, con run, con run. Chưa. Con mang xà. Con rắn hổ mang. Con rắn hổ mang. Con bọ cạp. Con cá chê. À con rết. Không phải con rết nó phải con chân chứ. Con này con lồn gì địt cơ mẹ. Thề thằng này vẽ xấu vãi lồn. Ừ, thằng này vẽ xấu vãi lồn. Đấu thằng này vẽ xấu vãi lồn. Thế dễ được, thế dễ được, thế dễ được, thế dễ được, thế dễ được. Con cá điện. Địt mẹ con tôm à? Con tôm đúng rồi. Địt con mẹ vãi lồn. Thế này mà là con tôm á. Đéo hiểu sao. Con tôm miền Nam nó vậy anh. Địt mẹ vãi lồn. Quay lại đây, địt mẹ. Rồi, bạn đi đây. Quay bước đi bước. Quay bước đi bước như thế nào luôn. Đi con tôm vậy thì anh vẽ nhìn sợ vãi luôn. Vẽ tôm hầm đi đủ. Chết đi kìa, chết đi kìa. Đây, bấm giờ cho. 1, 2, 3. Ôi, vãi lồn thế. Màu gì nhở? Màu vàng. Có bóng. Nút lửa. Máy quay. Không phải. Bánh chày. Không phải. Ít mẹ xong quả bóng vãi lồn vậy. Bánh quy. Đấy. Màu vàng là cái gì anh nhở? Giờ chương trình gì mà ông hay xem hồi bé. À! Chương trình hay xem hồi bé. Ờ, Zig Zag. Ờ, Phiêu Lưu Cùng Hugo. Ai là Triệu Phú? Không. À, Dòng Quay. Không không, thì đấu trường 100. Dòng Xoay. Tôi vẽ thêm một gợi ý này. Ừ. Gì đấy? Cái con cu à? Hay là Triệu Phú? Kính Vạn Hoa. Đúng. Ôi, đi con mày, xin vãi lồn thế đi mày. Hay nha, đi vậy thế tôi với ông đi vậy thì đi đóng giải cho mày được đấy, đi vậy. Đi tiếp nha. Ôi, cái gì mà? Năm nha. Ôi, một chương trình. Ôi, cho anh ông vẽ đi mẹ, vô cực hoa đi anh. Vô cực nó liền. Vãi cả lìn ạ. Đấy là phim anh chị. Từ từ, ui anh nhiều từ vãi lồn nữa, để tôi xem từ nào. Từ nào ông thấy dễ nhất. Nhưng mà chương trình, ở chương trình là nói chung. Có một chương trình ngay bé anh xem là. Rồi, ok. Báo đồng hồ đây. Nó màu gì đấy? Màu. Dạ, tao là 5 màu. Được chưa? Thế 5 màu anh chọn màu gì? Tao chọn màu từ từ đừng bấm đồng hồ vội nói đấy. Chọn màu cam nhá. Cam đúng rồi, cam. Cam là hành động nhá. Ừ. Hiểu chưa? Được chưa? Để bên này. Lật sách. Đọc sách. Cái ghế. Gần đúng, ngồi, đi ngồi. Còn mẹ nó vãi lồn. Đi mẹ nó là hành động không? Nó không phải đồ vật. Đi lồi nhá. Về anh ơi, về lại về cho cũ ạ. Đi. Rồi, bấm ra đi. Đây này, 3 2 1 chạy. Bộ đội. Nắm. Bộ đội Việt ạ. Bù nhìn. À, cứ biệt. Đúng, biệt. Đúng. Xin lỗi luôn, đi rồi. Mới kịp luôn. Tiếp này, xóa điệu thôi guys. Đi. Phải lìn nhờ. Ôi, mẹ. Thằng này tập này nhìn mặt ngu thật. 1, 2, 3, 4, lại màu vàng à. Vàng, hành động. Hành động đấy nha, chip. Ừ. Đi mẹ cái hành động này vẽ kiểu lôn gì. Ôi, cái này khó lắm. À ờ rồi hiểu. Xài dần tí cho nó. Từ từ để tao xem lại nghĩa xem có đúng không nữa. Ông hiểu nhưng mà tôi. Rồi, đây là hành động nhá, ông hiểu không? Hành động nhá, đi lại nhớ đấy. Rồi, ok. Được chưa? Bấm giờ anh nào. 3 2 1 rồi. Ui.
Đồ ấy xịn rồi, bay. Bay. Không phải. À, đậu. Đấy còn mẹ, thế chứ bỗng mai đoán được mẹ đậu. Đậu. Nó làm đậu chết đi, mẹ tôi đã để mẹ cái giấy ở đấy rồi. Sao không vẽ hai cái chân trước thì cho mẹ bắt lộn. Vẽ trước thì nó đoán trước à, đâu quay đâu nhỉ, mấy nước ấy nhỉ? Đây, bố săn. Đi. Quý vậy. Ui ôi, bị con mẹ vãi lồn nhờ. Từ từ nha, bị phạm từ cái Google cho chắc nghĩa cái. Màu gì đấy, màu xanh nước biển. Một con vật. À, màu xanh nước biển à, nó có thể là người, nó có thể là vật. Ờ rồi, ok. À, một thôi đúng không? Được, lùi cũng đéo sao. Bấm giờ. Nào, bị phạm cái này dễ vãi lồn nha chip. Dễ thực sự luôn đấy. Bấm giờ anh ơi, bấm giờ, bấm nào, giờ. Nào, ba. Rồi, bấm giờ đi, 3, 2, 1. Được. Sao bạn? Đúng rồi! Bạn đi con lại hợp lý quá! Bạn này hợp lý quá! Bạn này đi con lại! Nhâm nhớ! Đi con lại! Xin bạn là tôi còn chưa kịp về đến đi về về cái chân nhái của nó! Đi con lại! Chân vai luôn! Đi bạn đến đâu rồi đấy? Kính nghe mới biết rồi! Ờ, đi con lại! Nghi vấn anh chị đã chim lại cái à, nó tiếp đây, nó tiếp đây. Đi dịch. Ơi xanh nhân quá, đéo ở trên là chim thì. Ô. À, cho màu nào phải nói nha. Bỏ quả xúc xắc tôi vẽ luôn này. Ờ, được 1 2 3. Bạn chọn màu nào? À tôi được, ông chọn màu nào đó. Màu xanh da trời ấy. Xanh dương thì rồi, ok, rồi, ok, rồi, chạy đây. Rồi, đeo này. Rồi đấy. Ừ, TV. Không. Màn hình phẳng, iPad. Ờ, thảm. Cái thảm, cái màu à. Hình vuông. Hình chữ nhật. Lá cờ Việt Nam, lá cờ. Quốc kỳ. Quốc kỳ. Không đúng, không đúng. Ôi, nghĩ đơn giản thôi. Cờ. Cờ. Cộng cộng sáng. Ngôi sao. Cộng sáng. Không. quốc gia. Không. Đất nước. Đất nước. Không. Cờ đây là cờ của gì? Việt Nam. Việt Nam. Ủa, Việt Nam, Việt Nam. Vãi lồn thế, Việt Nam. Tôi vẽ như thế mà, Việt Nam. Ôi, tôi nghĩ phức tạp quá. Điệt mẹ. Không nghĩ là, không nghĩ đơn giản thôi. Vãi lồn thế. Lồn 1, lồn 1. Ủa, này có từ Việt Nam luôn đấy. Đây là game căng rồi đấy. Vãi lồn, có cả Việt Nam luôn à. Điệt mẹ. Mẹ thằng chó nghĩ là trò này là mình cuốn đấy nhở. Ừ, đi vẽ đau đầu quá luôn. Năm từ đấy anh chip anh nhiều sự lựa chọn lắm luôn á. Ờ rồi màu vàng. Màu vàng đi rồi bấm giờ mọi người này 1 2 3 action không vàng không phải action không ý là dễ đi á. Cái gì nhỉ, cái quần, cái quần đùi. Từ từ tôi phải chơi mẹ bục binh bọn này. Tay thỏ, Mickey, chuột chui vào quần, cái kéo, không, hay động cắt, may cắt mà. Đúng rồi, à, xong nha, đi rồi, thế bên tao thắng rồi đúng không? Thắng rồi, ờ, đi là được đấy, mai bắt đầu chơi tiền nhá, 5 lít một ván, thịt mà, hợp lý vãi luôn, tôi phải cắt rồi. Cái đấy có phải cái quần nữa đâu, đấy là cắt miếng vải. Ơ đít mẹ. Tờ giấy. Ờ ừ anh tờ giấy đấy đít mẹ. Hình tiếp vậy hắc não rồi. Hắc não rồi, khó chịu này, khó giỡn. Tại, tại vì tao vẽ luôn thì chúng mày toàn đoán được luôn thôi à. Tao phải hắc não rồi.